Cái đợt này doanh nghiệp dự thầu ấy, khá đông đấy ạ. Dạ. Hôm qua cụ lại gọi bảo em. Cụ nói rõ luôn. Thao tác kiểu gì thì thao tác. Nhưng cháu anh Đức On Linh phải trúng gói thầu này. Cụ mà đã hứa với ông Đức là không lệch đi đâu được. Dạ, vâng ạ. Anh ơi, em định tối nay nhờ anh mời anh Hùng Công Thương ngồi cùng. Phải có một câu của anh Hùng Công Thương thì mọi việc mới xong được anh ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. 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 Không, 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 anh ơi. Anh nhầm rồi. Cái tầm của On Linh ấy không để đi gói thầu mấy trăm tỷ này đâu. Nhá. Mà là em vợ anh Đức. Mấy ngày hôm nay cũng gọi điện giúp em liên tục. Thực ra thì cụ Hồng nhà em ấy cũng muốn làm đẹp lòng ông Đức thôi. Mà anh biết rồi đấy. Ở đời này thì thần cậy cây đá. Cây đá cậy thần. Phải không ạ? Dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ mời anh ạ. Chúc sức khỏe. Xin chúc sức khỏe. Báo cáo quan anh thế này. Và anh Đức cũng đã tài trợ rất nhiều công trình phúc lợi xã hội cho tỉnh. Và đặc biệt là anh ấy đầu tư hàng nghìn tỷ xây dựng nhà máy xí nghiệp, tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân địa phương. Thực sự chúng tôi rất cảm kích với những việc làm của anh Đức. Và nói thật là cũng chưa có cái dịp nào để tạ ơn được. May quá đợt này lại gói thầu vài trăm tỷ. Nói thật ra là tôi cũng bạo muội đề xuất với anh tạo điều kiện cho chú Quỳ đây coi như là kia điều gọi là cảm ơn anh Đức. Dạ vâng ạ. Dự án lần này thì em chăm sự nhờ vào các anh để em có cái để mà nuôi công nhân. Thế còn về hồ sơ dự thầu ấy thì bên em đã chuẩn bị đầy đủ và các khoản chi khác thì chúng em cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ xin ý kiến của các anh thôi ạ. Dạ. Con cháu của anh Đức ý, thì tôi cũng rất muốn giúp đỡ. Thế nhưng mà tình hình bây giờ nhiều cái phức tạp lắm. Mà chỗ anh em nhé, tôi nói thật nhé. Cách đây mấy hôm ý, mấy ông ở trên bộ ý, gọi tôi lên. Bảo là từ nay trở đi nhé, đấu công khai, minh bạch. Không có thiên vị ai cả. Ai mạnh thì người đó thắng. Không có ưu ái một cá nhân nào cả. Vì mình mà ưu ái sau này á, chuyện xảy ra nó kiện tụng lại, nó khiếu kiện lằng nhằng lắm. Báo cáo các anh, sếp em bận nên em lên cũng là để thư chuyện cội quy đây ạ. Thì chúng em biết là việc cũng khó, nhưng mình thiếu gì cách, phải không anh? Quyền anh, phép anh mà. Và em xin mời anh ạ. Thế này nhé, cái những cái gói này mà nó nhạy cảm lắm, không ra đấu công khai, dân biết, dân vạch mặt nói tên ra nữa, thằng nào đứng sau lưng chống cho nó là sân sau của ai, dân như là sóng biển. Thôi cái tình hình này thì không khéo lại thành củi cho vào lò thôi. Dạ, như thế thì khó cho bọn em quá. Thôi thì thế này quan anh, mong quan anh hãy thương chiếu cố thế em nó. Dạ. Thằng này nó mất mũi thế thôi chứ sống tử tế chân thành. Dạ. Thoải mái tốt á. Mà là chỗ đi lại lâu năm bên tỉnh, khổ nhất cho tôi là ông bố nuôi tôi suốt ngày gọi điện giục khó xử. Ông nào là bố nuôi chú nhỉ? Cụ Hồng thương Vũ ấy. À. Thế sao cụ không nói gì về tôi nhỉ? Cái tầm của cụ đứng đầu tỉnh, ý kiến của cụ ấy thì ai dám chống đối lại cụ? Ai mà không chấp hành, đúng không? Nói thật với quan anh, chỗ bác Đức là người nhà của ông cụ nhà tôi. Và cái vụ này
ông cụ tôi mới lên tiếng. Xã hội đi gì nhỉ? Cho nên cụ ủy quyền cho tôi có nhờ với quan anh. Mong quan anh chiếu cố. Cái chuyện này anh cũng khó nghĩ quá. Dạ, báo cáo anh, chẳng là cậu Quy vừa mới đi châu Phi về, có món quà gửi anh tặng chị nhà, viên ruby quý á. Anh nhận lấy cho bọn em vui ạ. Ê chết ơi chết, tôi đã giúp được cái gì đâu. Dạ, báo cáo anh, của một đồng công một nén thôi ạ. À, mấy hơn nữa em gửi vào trong đấy mấy chục ngàn. Sao lại cả phong bì kìa? Thôi cậu cầm lấy đi, tôi không nhận đâu. Quan anh, quan anh. Tôi chia sẻ với quan anh thẳng thắn luôn. Một mình quan anh có giúp được đâu. Mà lại còn quan hệ người này người nọ, chỗ này chỗ kia nữa. Đúng rồi. Yeah. Mà các cụ có câu rồi. Không tiền thì không phiền được ai đâu. Đâu, mời con đây. Xin mời. Mời con.